Là hai vợ chồng mình tiếp tục 67 nha. Là cái luồng này cũng bỏ cũng là khoảng 10 về. Cỡ 9 ngày á. Ở trong đó cũng vậy cái nữa cả nhà. Rồi chào cả nhà cái bà xã ơi. Rồi, mời cả nhà theo hai vợ chồng mình trải nghiệm những cái bẫy luôn nha. Quá trời ngon luôn cả nhà thấy không? Đây có cái xẻo nè. Cái đường này vô nè ha. Hai bên đường nào cũng ngon hết trơn mà không có nhà cửa gì hết trơn. Rồi, cái đầu tiên luôn cả nhà ơi. Quá trời nắng luôn rồi. Cái đầu tiên là cái tiền đâu nè. Này có 10 ngày luôn đó cả nhà. Tại vì mình không có thăm mình ăn Tết nè, Tết dân tộc đó cả nhà. Rồi quá trời nặng luôn cả nhà ơi, mồi thúi nè. Có mồi thúi nè, rồi. Quá trời đúng cả nhà ơi. Hổ heo nè. Bít lột luôn mà chết rồi. Tại vì bệnh bảy mình bảy nhỏ đó nó chở mình không được nè. Trời trời nó tiếc gì đâu luôn cả nhà ơi. Con này tầm 1 ký 1 ký 2 luôn á. Quá uổng. Quá trời luôn cái nhà ơi, nó uổng gì đâu cái đầu tiên á. Giái dính hổ heo ăn cái nó đã. Miễn là bây giờ nó dính đó nè, bây giờ nó chết rồi. Ra dòi luôn rồi. Anh lấy cái nước con này tầm 1 ký 1 ký 2 nữa nha. Thôi bây giờ mình để xử lý cái nhà hút máy nè. Rồi tiếp tục luôn cái nhà. Cái đầu tiên cái này quá trời uống luôn cả nhà ơi, hổ heo. Tại vì bảy mình bảy nhỏ đó mà mình để hơn cái tuần lễ rồi. Ăn Tết dân tộc nè. Bây giờ bữa nay đi thăm nè. Để nó chết thúi luôn rồi, nó uống gì đâu luôn. Rồi cái này nặng nữa cả nhà. Nặng nha. Cái gì đây? Rồi hổ ngựa. Cảm thấy cái đầu rồi nè cả nhà. Dàn ẻo luôn nè. Mắt hổ heo với hổ ngựa. Tiếp tục luôn cả nhà. Để mình thăm quầy cái này mình bắt hổ ngựa này luôn. Xe lại. Khoan nó đem lên nha, xe lại nha. Mấy nhóc á. Rồi, xe tới. Có cứt kìa. Trắng cái gì? Nặng không? Ồ nặng là hổ hành rồi đó. Trắng trắng là hổ hành rồi, bự nhỏ. Ồ con này cũng không bự hung quá nè. Con này chắc hành gì, nếu bảy xí cua nó lóc đặc. Nè nè, hành gì nha. Kệ ra, dính là mừng quá trời luôn cái nhà. Hôm qua có mưa rai rai nè, không có mưa lớn nè. Quá trời cục phân luôn nè cái nhà. Tèn len tét lét hết trơn luôn nè. Rồi cho ông xã đất con hổ ngựa hổ hành nãy nghe cả nhà. Hổ hành được 3 con mà cho hổ heo đầu tiên chích veo cứ quất này. Còn con ngựa con hành. Vậy cứ bự quá mà gắn chứ. Nhìn vô. Ừ, con nó cũng chìm chìm 4 lạng, 3 lần mấy vậy nè. Nhìn vô chưa được nhất đâu. Ừ, cái đầu nông dữ vậy. Nông như trúng thơm chạy chứ gì. Đó, dính được em đầu tiên. Nãy xảy nãy uống quá kiểu bị chết. Đầu tiên con hổ heo. Mình phải sống cái gì hầm ghiền không? Ừ, lâu quá rồi. Chết beo. Cái lợp nhỏ gắn bự vô chở mình không được. Lợp lâu quá thì khó đạt. Giấu khó giấu rồi mất bẫy nữa. Ăn Tết Khmer không đi thăm bỏ lâu ngày. Dạ. Yeah.
có ra đó, ra đi lui nữa chứ. Này cũng nhỏ mà không bự đâu. Gì á? Ra là tát, ra là tát. Nè, thấy nè. Có 4 lạng nè. Có 4 lạng, 5 lạng gì đó nè. Nè, có nó giữ nè. Ấy, được chơi. Chơi như kỳ lắm. Rồi, đây mình cũng có một cái luôn đó nha. Về chủ thấy cắt cỏ hết trơn rồi nè. Lúc mình đặt cái cỏ ngoài này còn đó nha, còn như vậy luôn nè. Bây giờ để cắt cỏ hết, 27 còn không mình chưa biết nha cả nhà. Nè, hên xui thôi nha. Hên xui. Hên thì còn, xui thì mất nha cả nhà. Rồi, làm như còn đó nha. Làm thấy nè. Làm như còn. Ngoài dính không dính chưa biết nha. Rồi. Nhẹ hơn bong bóng luôn. Cái quớt à. Cái chuột đó mất tiêu rồi. Rồi, cái chuột rồi gần tử vong luôn rồi. Làm như hết lúa luôn rồi. Gần 10 ngày 10 đêm luôn mà chịu sao nổi. Đang bịch lúa này. Quá trời nặng luôn cả nhà ơi. Hôm qua có mưa rai rai á. Hôm nay quá trời hầm luôn, đừng nói chuyện đâu, ngập đầm đìa luôn nha. Trời nắng kiểu này nó chịu ưa mưa bậy lắm. Lúc này không có dính hành khủng nữa. Dễ hiểu luôn. Không, cái chuột. Chuột tử vong rồi gắn mối vô. Làm như hai con mối vậy nè. Rồi, tiếp tục nha nhà. Đây có một cái nữa nè. Có miếng gió nào luôn. Bữa nay. Dạ dạ, bữa nay nặng cả nhà. Nặng nha. Cái gì đây? Chà. Con ngựa nữa cả nhà ơi. Hổ hành quá đã rồi. Nằm một đống luôn nè. Đây, quả bá lửa luôn nè. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Chưa, quá hung dữ chưa. Chuyện hổ hành này đang ngon rồi. Rồi, đây mình cũng có một cái luôn đó nha. Dính được lẫn mất tích luôn. Nó dính còn hành được 8-9 đạn nữa. Mà tới giờ luôn, chưa thấy dính cái gì hết trơn luôn. Uổng gì đâu, cái này quá im luôn. Đây là kính bự nè cái nhà. Kìa lục bình đầy hết trơn. Bên kia là thì cam nha. Con bự nữa đây. Con để đó con hết trơn ra cái vực này. Rồi, vô kèo cái nhà. Bảy xe qua đẹp ơi. Vô kèo mới nhắc. Nhắc tào tháo tới rồi. Hành cái nhà. Quá sướng. Con này nặng nha. Nặng nha. Đừng nói hai con nha. Có mình thấy nhỏ xíu à. Tại sao nặng quá trời vậy. Hành. Nằm một đống luôn nè. Nằm ở bệnh nè. Lắc bắt hôn ngựa luôn. Với hành đó luôn. Quá ngon. Bây giờ mình đợi bảy xì cua vô cái nhà. Lắc qua mình cho mình bắt luôn. Đấy nha cả nhà. Con ngựa con hành nữa nha. Nãy đầu tiên con ngựa con hành, giờ cũng con ngựa con hành nữa. Ra luôn rồi. Con này nhất không? Có 6 lạng không? Nha. Nè cả nhà. Ủa đã. Hai là nó cạnh cũng không? Để chẳng ai lọt đó. Ngày Tết Nguyễn Khmer, bữa nay ngày cuối người ta tắm Phật á. Ở trong chùa chơi nhạc ồn ào á cả nhà. Tại mình đi này là sao chùa luôn á. Bữa nay nó tắm Phật vui lắm nè. Yeah.
thụt ra thụt vô đã không đó. Dì ra quá trời. Anh đè cái hơn không sát á. Nè không sát cái còn dưới cái gai nữa. Mấy con rắn mà kéo nó hụt lui nó khó kéo, nó co lên trước vịt thôi tôi biết. Ôi ở đây hết trơn. Quá trời nha cả nhà. Con này cũng có nửa ký á. Nửa ký có hơn nha cả nhà. Bự hơn con nãy. Quá trời. Đó che đó, đó che đó anh. Ừ. Trên này mình cũng có con cái luôn cả nhà. Nhà từng rồi cũng chết chuột rồi. Giờ tới từng nữa rồi. Nào? Có một đầy hết chân cả nhà. Ít chỗ nào nữa. Để lâu quá mà. Rồi thấy cả nhà. Không có thấy động tĩnh hết trơn, không có cất đá gì hết. Dễ hiểu luôn. Chú chuột con. Ủa, đây mình cũng có một cái luôn. Chỗ gốc chuối này. Này sắc bờ kinh luôn đó nè. Nằm quá im luôn nè, con co chưa biết nè. Đây cái trái gì không đây, không làm thấy cất. Rồi chú chuột thấy chuột ra chào hồi nãy rồi, hiểu rồi. Cho em bịch lua luôn. Cái này im quá trời, chưa dính. Con hôi ngựa nãy gần nhà người ta ảnh không có quay nha cả nhà, nhưng mà hôi ngựa đó nè, ngựa nhỏ à. Ngựa mini. Tí một xíu rồi dòm. Ba lạng. Bắt lại đi. Ba lạng. Người ta có chủ người ta thôi chứ không vây được. Cái luồng này cũng ngon ha. Có nhiều con. Ờ, như là mười mấy cái hả? Mấy cái là con ăn em này, nó là 5 em này mà 6 em chết hết em. Chết con không hiểu. Trời ơi, nhiều mini mini thiệt. Mini thiệt tình luôn. Thả đấy ha. Thả luôn, thả luôn, thả luôn. Quay nha. Ừ. Thả luôn cả nhà, nhỏ. Bây giờ mình tổng kết số gắn luôn cả nhà. Hôm nay làm như được 6 em á. Hồi nãy mình phóng xanh hết nghe mà tại vì nhỏ hổ ngựa. Với cái đầu tiên hổ hèo khoảng là 1,2 kg. Tại vì mình ăn Tết á, rồi đâu có được đi thăm đâu. Rồi cái bẫy bẫy nhỏ nữa. Vô làm như nhỏ nó chở mình không được á. Rồi nó chết thúi luôn. Rồi ói chuột ra luôn rồi nè. Rồi bây giờ được làm như 2 nhì nữa cả nhà. 2 nhì. 2 ngựa. 2 ngựa à. 3 ngựa thả con. Thả hết con à. Rồi mình cũng cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian theo hai vợ chồng mình đi nghiệm những cái bãi nha. Cả nhà nhớ yêu mến hai vợ chồng mình cho một like, một đăng ký, chia sẻ cho mọi người cùng xem. Chúc cả nhà xem nhớ vui vẻ. Bye bye. Hai cả nhà cái xã ơi.